Xin được tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, ba tin tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi thứ 6 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm Quý Mão ngày này là ngày canh thân tháng Ất Mão năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Ngọc Đường giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Từ Mệnh. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành Niên Mệnh, Thạch Lựu Mộc, ngày canh thân tức can chi tương đồng thuộc Kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Thạch Lựu Mộc, kỵ tuổi, giáp dần, mậu dần, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tan mùi, tan xỉu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao thiên mã, tốt cho việc xuất hành, giao dục, ký kết, mua bán, cầu tài lộc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao giải thần, đại các tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao sáu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng nhà cửa, sao bạch hổ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp ngày thứ 6, mùng 3 tháng 3 năm 2023, chi tiết chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Sang tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, bước sang ngày thứ 6 này, người tuổi Tý đón một ngày vượng cả danh lẫn tài. Nhờ được cục diện ngủ hành tam hợp và chính tài đồng chiếu, bạn đang nắm giữ nhiệt độ làm việc rất ổn định, cũng biết cách phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp để nâng cao hiệu suất. Trong ngày này, con đường tài lộc lại càng không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này người tuổi tí nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu. Có thể khi mới làm, ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có kinh nghiệm để phát triển rộng mở hơn nữa. Kim sinh thủy còn mang tới cho những chú chuột một ngày có vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp, không chỉ tình yêu mà tình thân, tình bạn cũng có nhiều điểm sáng. Con giáp này dựa vào sự khéo léo của mình để tạo dựng những mối quan hệ phát triển gắn bó, khăng khít hơn. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh Kim, nắm giữ nhịp độ làm việc rất ổn định. Tử vi tuổi bính Tý thuộc mệnh Thủy, biết cách phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, làm việc lớn, việc nhỏ đều có thu hoạch. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vận trình tình cảm tốt đẹp ở nhiều mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn là số 16, số 74. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Tử vi thứ 6 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình ngày thứ sáu này đang có điểm báo nhắc nhở người tuổi Sửu về những hung hiểm mà bạn phải đối mặt khi trong ngày đang bị cục diện tương xung giáng họa. Bản mệnh phải làm việc khá vất vả vì nhiều việc cùng dồn tới một lúc, những việc còn tồn đọng hầu như chưa được hoàn thành đúng tiến độ. Hơn nữa cách làm việc của bạn có phần bảo thủ cũng khiến con giáp này dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến công việc càng trì trệ, hiệu quả bị giảm sút bạn có thể sẽ cần nhờ tới sự phân xử, điều hòa từ cấp quản lý để mọi chuyện được thông thuận. Thổ sinh xuất cho kim khiến tình cảm có chút bất ổn. Tình yêu đơn phương vô vọng dễ đem tới cho con giáp này nỗi buồn phiền và chán nản. Tuy nhiên, ngoài việc thuận theo tự nhiên thì bản mệnh cũng không biết có thể làm gì khác. Hạnh phúc chẳng thể cưỡng cầu. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, làm việc vất vả vì nhiều việc cùng dồn tới một lúc. Tử vi tuổi đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, nhiều việc chưa được hoàn thành đúng tiến độ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ, công việc trì trệ, hiệu quả bị giảm sút. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc, chán nản vì tình cảm đơn phương vô vọng các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn là số 21, số 57. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cắt tường, cà phê vàng. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tí. Tử vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi cho thấy, ngày thứ 6 này có thiên quan xuất hiện, nhắc nhở người tuổi dần nên chú ý lối hành xử của mình. Bạn có thể đang nằm trong tầm ngắm của kẻ tiểu nhân, những việc làm tùy tiện có thể là cái cớ để kẻ đó gây bất lợi cho bạn, họa thị phi dường như luôn đeo bám những chú hổ. Công việc ì ạch mãi một chỗ, đồng nghiệp không thân thiện, thêm nữa việc bạn bị nói xấu sau lưng cũng ảnh hưởng tới tinh thần làm việc, càng làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Vận trình ngày thứ sáu này gặp Mộc Kim xung khắc, khiến đôi lứa cãi vã, khắc khẩu thường xuyên hơn. Tình duyên không như ý cũng đừng buồn. Việc cãi vã là điều bình thường trong tình yêu, bạn nên cho người ấy một chút không gian riêng để có thể suy nghĩ thật kỹ lại mọi việc câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, nên chú ý lối hành xử của mình kẻo tiểu nhân gây hại. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, chớ hành động tùy tiện tạo cớ cho tiểu nhân giờ trò. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, bị thị phi đeo bám, công việc dậm chân tại chỗ. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, thiếu tinh thần làm việc do bị nói xấu sau lưng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, đôi lứa cãi vã, khắc khẩu thường xuyên hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn là số 13, số 71, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Trong ngày có chính quan xuất hiện, mang tới cho tuổi Mão một ngày làm việc hăng say, hăng hái cống hiến hết sức mình, bạn còn nhận được nhiều sự trợ giúp của đồng nghiệp và bạn bè trong công việc. Dù một mình bạn vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mái việc, nhưng bạn cũng rất vui lòng khi được mọi người quan tâm như vậy. Xong, trong vận trình ngày hôm nay, người tuổi mão vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kỵ muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy con giáp này chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt. Cứ để mặc người khác muốn xì xào ra sao, kết quả cuối cùng sẽ chứng minh năng lực của bạn ngũ hành xung khắc, khuyên bản mệnh nên tìm cách cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến bạn thiếu thời gian hỏi han người ấy, đối phương tỏ ra không hài lòng và thường xuyên giận hờn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, làm việc hăng say, hăng hái cống hiến hết sức mình. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp và bạn bè. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đề phòng những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kỵ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên tìm cách cân bằng giữa công việc và tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn là số 28, số 66. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Tử vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày thứ 6 này, được cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí Thìn hỗ trợ, người tuổi Thìn sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bạn về những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Công việc ổn định, kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm, nhưng cũng không nên vượt quá mức chi trả của mình. Người kinh doanh vẫn có đồng ra đồng vào, bạn cũng chưa vội vàng mở rộng quy mô ở thời điểm hiện tại, nên khá hài lòng với tình trạng này. Nhờ ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa, tình thân gia đình ấm áp. Tuổi Thìn sẽ có một ngày thứ năm đông đầy yêu đương say đắm. Các cặp đôi gỡ bỏ mọi hiểu lầm với đối phương và giải tỏa mọi áp lực trong lòng, tinh thần thêm phần phơi phới. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử Vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa, đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Tử Vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ, phát huy mặt tốt, nhận được những đánh giá tích cực. Tử Vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc, có phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực trước đó. Tử Vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim, vận tiền bạc hanh thông, thoải mái chi tiêu. Tử Vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy, tình cảm đôi lứa Tình thân gia đình ấm áp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn là số 17, số 58. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường Vàng, nâu Quý nhân phù trợ Dậu, tí, thân Tử vi thứ 6 Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 Của tuổi tỵ Trong ngày này Người tuổi tỵ gặp được cục diện ngủ hành thân tỵ nhị hợp trợ mệnh, nên người tuổi tỵ sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng, nhưng ngặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp sự nghiệp có thể chuyển sang một giai đoạn phát triển mới và bạn có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Cuối cùng bạn đã có thể bứt phá khỏi giới hạn của bản thân. Ngày này, bạn còn có cơ may gặp được quý nhân. Nhờ có đối phương giúp sức nên bản mệnh xử lý trôi chảy hầu hết mọi vấn đề phát sinh, không những thế còn thể hiện được một số thế mạnh khiến đồng nghiệp cũng như cấp trên ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Bạn chưa bao giờ để những người tin tưởng vào mình phải thất vọng. Tuy nhiên, Do ngũ hành xung khắc nên tình cảm gia đình của người tuổi này có phần xa cách, khơi gợi nhiều nỗi buồn phiền trong lòng bạn. Bạn có thể tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu và chủ động gắn kết các thành viên lại với nhau. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, làm việc nhẹ nhàng nhưng gặt hái thành quả tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, sự nghiệp chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, có cơ may gặp quý nhân, xử lý trôi chảy mọi vấn đề. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình có phần xa cách. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn là số 24, số 67. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Tử vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Bước sang ngày thứ sáu này có, chính ấn che chở cho vận trình công danh, sự nghiệp của người tuổi ngọ, nên công việc được diễn ra êm xuôi và thuận lợi. Sự nghiệp của bản mệnh như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và chẳng ngần ngại thể hiện cái tôi của mình trong những tình huống được phép. Điều quan trọng là người tuổi ngọ luôn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đề ra và cố hết sức để giành lấy điều đó. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. Trong ngày cũng gặp hỏa kim tương xung, lại khiến phương diện tình cảm không được tốt đẹp như vậy. Cảm xúc của bạn khi đối diện người ấy thăng trầm khó đoán định. Cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường, tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, vận trình công danh diễn ra êm xuôi và thuận lợi. Tử vi tuổi bính ngọ, Thuộc mệnh thủy, sự nghiệp như diều gặp gió nhờ sự năng nổ tích cực. Tử vi tuổi Mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, luôn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Canh ngọ thuộc mệnh thổ, có nhiều cơ hội xây dựng quan hệ xã giao mới. Tử vi tuổi Nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm rối ren do cảm xúc thăng trầm khó đoán. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn là số 18, số 90. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tìm. Quý nhân phù trợ, thuất, dần, mùi. Tử vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Kiếp tài án ngữ trong tử vi hôm nay của người tuổi mùi, đây là điểm báo nguy cơ thất thoát tiền bạc. Bản mệnh là người hào phóng trong chi tiêu nhưng đó là lý do khiến bạn dễ bị người khác lợi dụng trong hôm nay. Vì vậy cần tỉnh táo, giúp người cũng nên chừng mực kẻo nhận về thua thiệt. Thổ sinh xuất cho kim còn khiến chuyện tình cảm của bạn khá xa suốt. Dù bản mệnh giành được thành công trong cuộc sống nhưng lại chưa tìm được bí quyết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Dù bạn cũng có nỗ lực và cố gắng nhưng kết quả vẫn chưa đi đến đâu. Đôi bên vẫn còn những xung đột, bất đồng trong lối sống. Hôm nay, người tuổi mùi nếu có công việc xuất hành đi xa, nên xuất hành theo những hướng tốt như hủy thần hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam, để gặp nhiều may mắn, hạn chế những điều không như ý xảy ra câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, thận trọng trong ngày có nguy cơ thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, có thể bị lợi dụng vì quá hào phóng trong chi tiêu. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, giúp người nên có trường mực kèo nhận về thua thiệt. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, chuyện tình cảm xa sút khó giữ được bền vững. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đôi bên có nhiều xung đột, bất đồng trong lối sống. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn là số 27, số 73 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ ngọ, mão, hợi. Tử vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thân. Bước sang ngày thứ 6 này, thực thần nhập cục mang lại vận tiền bạc hanh thông cho người tuổi Thân. Người làm công ăn lương đang có cơ hội kiếm thêm một khoản thu nhập kha khá trong công việc. Đây là cơ hội hiếm có nên bạn nhất định phải nắm bắt lấy. Bên cạnh đó cũng nhờ có các tinh che chở nên những người kinh doanh buôn bán càng có thêm các khí trợ mệnh, hạn chế được những điều xui xẻo có thể xảy ra. Người tuổi thân hãy trân trọng từng cơ hội tìm đến với mình dù là nhỏ nhất để không bỏ lỡ bất cứ may mắn nào. Ngày này vận trình tình cảm của bản mệnh khá tốt đẹp. Mối quan hệ của bạn với nửa kia may mắn nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ những người xung quanh tình yêu của các cặp đôi đủ vững mạnh để vượt qua mọi sóng gió trước mắt. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, tài lộc hanh thông, có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, nên nhanh tay nắm lấy cơ hội hiếm có. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, người kinh doanh buôn bán có thêm cắt khí. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, Hãy trân trọng từng cơ hội tìm đến với mình. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, tình cảm tốt đẹp, được mọi người ủng hộ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn là số 19, số 91. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. Từ vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi dậu. Trong ngày có thương quan tác động, người tuổi dậu cần giữ cho tâm vững vàng, đừng sao nhãng bởi những điều vụn vặt xung quanh, hiệu suất công việc có thể sụt giảm nếu bạn không đủ tập trung thậm chí còn phải gánh chịu hậu họa khôn lường ngoài ra con giáp này cũng không nên ôm đồng quá nhiều để rồi mọi thứ đều dở dang nhé phương diện tình cảm ở mức bình ổn nhưng cảm giác tẻ nhạt ngày càng gia tăng giữa hai bạn dường như bản mệnh đã quá mải mê với công việc mà dần quên lãng những người thân yêu bên cạnh người độc thân chưa tìm được người ương thuận có lẽ cũng bởi bạn đang đặt ra yêu cầu quá cao theo hải thượng lãn ông Hôm nay là ngày 12 âm lịch, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại các vị trí này. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, cần giữ cho tâm vững vàng trước mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng sao nhãng bởi những điều vụn vặt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Tử Vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc, tình cảm bình ổn nhưng ngày càng tẻ nhạt. Tử Vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim, người độc thân vẫn chưa thể tìm được người ưng thuận. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn là số 22, số 55. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, tị, Sửu thìn. Từ vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Tỷ kiên chiếu mệnh giúp người tuổi tuất thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường, nhưng bạn vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn, tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ bạn rất nhiều. Công sức cống hiến hết mình trong công việc của tuổi tuất cũng được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ và có thể được nhận thêm nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nếu làm tốt ở thời điểm này thì chắc chắn vị thế của bạn sẽ được nâng cao. Thổ sinh kim, giúp chuyện tình cảm càng ngọt ngào, lãng mạn. Dù bận rộn nhưng con giáp này vẫn dành cho đối phương sự quan tâm và yêu thương. Tình yêu của nửa kia giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, có mục tiêu phấn đấu để bạn làm việc tốt hơn. Cầu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, luôn kiên trì với mục tiêu đã chọn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, công sức cống hiến được đánh giá cao. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, nhận thêm nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm càng ngọt ngào, lãng mạn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn là số 11, số 79. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Từ vi thứ 6, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi trong ngày gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung dần thân tị hợi tác động gây nhiều rối ren nhắc nhở tuổi hợi cần thận trọng đề phòng những kẻ tiểu nhân gây hại trên đường tài lộc bản mệnh là người thân thiện cởi mở nhưng lại dễ tin người có thể trở thành đối tượng của những kẻ muốn lừa lọc ngày này công việc của bạn cũng không được thuận lợi cho lắm con giáp này để tâm trí treo ngược cành cây kém tập trung nên không thể dành hết tâm sức vào công việc mình đang làm điều này khiến sai sót có thể xảy ra và cấp trên không hài lòng về bạn điểm sáng trong hôm nay đến từ phương diện tình cảm của hợi ngũ hành tương sinh giúp đào hoa nở rộ mang tới cơ hội thoát ế cho những người độc thân tình yêu có thể đến từ bất cứ nơi đâu vào lúc ta không ngờ tới nhất chỉ cần bạn mở lòng đón nhận mà thôi. Câu quyết cho các tuổi hợi tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đề phòng những kẻ tiểu nhân gây hại về tài lộc tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chớ nên tin người quá dễ dàng kẻo bị lừa lọc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, công việc không thuận lợi do thiếu tập trung. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có thể gây ra sai sót khiến cấp trên không hài lòng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đào hoa nở rộ mang tới cơ hội thoát ế. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn là số 36, số 95. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.